Tôi sẽ đấu với tem của Đức Cống nha anh em ơi. Đây là tin nhắn mà Đức Cống rủ tôi đá nè anh em. Chắc Đức Cống cũng gom dữ lắm anh em ơi. Không biết như thế nào thì hôm nay tem của tôi lên chuẩn bị chủ nhật kia đá giải anh em ở trên An Giang á. Giờ sẵn quất với Đức Cống thì một cái luôn, quay clip cho anh em coi luôn nha. Thì bây giờ thì chuẩn bị đi thôi nha anh em. Nghe đụng tem Đức Cống thì em sao? Em chơi hết mình, chơi gãy vào Đức Cống luôn. Dễ ghê. Thằng mẹ đâu mày, hướng dữ vậy ba? Em mở Bến Tre. Bến Tre rồi 2k mấy? 2k8. 2k8 đó, U17 luôn. Chơi luôn. Giao Quy Trần Quý. Rồi xong hôm nay Đức Cống rồi. Nhưng mà Đức Cống hôm nay gom dữ không Phú Lê? Mày bên phe Đức Cống, Dương Vanh. Ra đi rồi biết, tao không biết. Ra đi biết này là tắt điện Quý Hanh luôn. Nói gì ghê vậy? Ừ. Để con dập tắt nó luôn là chuẩn bị anh em coi nè. Thứ dữ rồi. Thì ngày trên Bình Phước nó bay xuống đây luôn nha anh em ơi. Mà nó đi anh em ơi. Xe bus 16 bánh. Rồi nãy ở đâu đây? Em ở Bình Thuận. Bình Thuận hả? Siêu của Bình Thuận. Bình Thuận là Bình Phước luôn hả? Rồi hôm nay gặp Đức Cống thì sao em? Hả? Thì em đá hết sức có thể luôn. Tao vô tao đá luôn. Anh đá luôn hả? Hút bờ. Vâng. Chụp bay như con chim thôi, như U23 nha. Ừ thì ba Đức Cống hả, xúc với em trời ơi, xúc cho nữa. Rồi này ở đâu nè? Em ở Cà Mau hả? Rồi bắt Đức Cống đúng không? Sai lầm rồi. Mày sai lầm rồi. Ừ rồi. Đó rồi, cố gắng. Bên kia có Minh Hạnh chụp cho Đức Cống nữa. Minh Hạnh chụp hả? Anh xèn cho ba, nó út khờ lắm ba. Nó chụp cho mày. Tôi chưa ăn xèn rồi. Thôi giờ đi ra ngoài nè mày ơi. Thì cái chỗ tôi gần sân banh lắm anh em ơi. Đó thì tôi chạy hết đoạn đường này. Thì giờ này là cái giờ học sinh đi học, anh em kế bên tôi là FPT anh em mà. Có anh em nào học FPT cảm ơn nha. Đó thì bây giờ thì tôi sẽ nói chung là gọi cái khúc này anh em ơi. Đó khúc kia chỗ hồng là có một cái sân banh Tây Nam. Đó bây giờ tôi tới rồi nè. Ê Quý Hành, Đức Cống. Nay nó tập luyện tính chơi mình hay gì? Tính lại nói chuyện nó mà kỳ quá, quê quá. Hỏi nói chuyện đi ha. Nay em rộn rồi. Dữ dằn ha. Không kiểu phép. Thôi thôi, có camera đây nè, nó nè. Nói gì vậy? Nói gì vậy? Nói gì vậy? Camera của thằng Đức nãy là đòi đá cái chân Đức Cống đúng không? Đúng rồi Đức. Đó đó, ở đây tập luyện nè, mai sẽ phục thù cho anh Quý nha. Rồi. Đá gãy vào Đức Cống luôn. Chưa tầm mấy trái đi. Nằm trái thắng luôn. Thắng luôn. Wow. Một hồi anh vô đá chụp dậy. À Đức sẽ xuống một cái anh bẻ gãy giỏi. Rồi. Xuống một cái. Tôi mới ơi. Tôi sao? Chơi chơi quýnh tôi trước kìa trời. Nay mày chụp cho đội Đức Cống hả mày? Sao ba? Trời ơi, hôm nay thua tầm 10 trái. Đừng khen khen ở đâu. Đức Cống quỷ luôn. Rồi. Rồi. Mày là cái hàng lúc chơi xấu tao đúng không? Giờ gặp mày nữa hả mày? Ủa đội của Đức Cống toàn là dân máu mủ không ha? Tính lại nói chuyện với nó mà quê quá à. Không nói chuyện đâu. Gá. Thôi. Rút nó một cái nữa coi coi chụp được không? Trời ơi. À ăn ba tư xúc nha anh em. Coi nè. Trời ơi, rồi có clip đẹp rồi đó ông ơi. Có clip đẹp rồi đó. Hãy cỏ đứt chân rồi. Yeah.
Rồi thì bây giờ là bắt đầu cái trận đấu. Thì bây giờ là tôi buốt cái đại bác lên trên trời luôn nha anh em ơi. Đó thì tôi xúc lên trên trời, mấy anh này nó cười tôi quá trời luôn anh em ơi. Không hiểu tụi này nó suy nghĩ như thế nào về một cái siêu phổi quý một ngón anh em mà. Lâu lâu tôi xúc lên trên trời mà đậu xanh mấy thằng này nó cười tôi quá trời luôn. Thì bây giờ là Văn Di. Rồi nhưng mà Đức, đây là Đức Cống Dybala nha anh em ơi. Đức Cống Dybala gom toàn là cầu thủ cùi mía không nha anh em ơi. Có một mình Đức Cống có đá anh em ơi. Đó nên cái trận này là bị tôi hành sắp mặt luôn nha anh em. Rồi bây giờ là Trần Quý sẽ chuyện cho Quý Thanh. Thì bây giờ là Quý Thanh sẽ làm như thế nào đây? Rồi bây giờ là Phan Khang. Đó ngảo cam nó là Phan Khang. Trời nó té luôn nội. Nãy đá đấm cái gì vậy trời? Rồi thì bây giờ là Văn Di. Văn Di sẽ làm như thế nào đây? Văn Di quyết định là truyền về cho giống như là Cốt Lộc. Thì bây giờ ông Cốt Lộc ổng đang cây Đức Cống Dybala lắm nha anh em. Hiểu biết xè hồi sẽ như thế nào thì anh em cùng đón xem nha. Ủa gọi Gia Huy dẻo qua hai người ngọt liệm ra. Thì bây giờ là Quý một con là Quý ngón chì lòn hán. Thì bây giờ Văn Di, trời ơi Văn Di nó bắt mạnh bổng thôi là có bàn thắng rồi anh em ơi. Thì bây giờ là Quý Thanh. Thì bây giờ là Quý Thanh sẽ làm như thế nào đây? Quý Thanh sẽ quyết định là truyền về cho ông Cốt Lộc nha anh em. Đó bây giờ đây là Đức Cống Dybala nè. Đức Cống Dybala sẽ làm như thế nào đây? Rồi, dẻ qua, sút. Nhưng mà phút bồ nó chụp gọn trong tay nha anh em ơi. Đó phút bồ giải này đậu sao nó nói là thằng kia nó sút xong đúng không anh em. Đó xong rồi nó hả ra nó kêu thằng đó sút thêm một trái nữa nha. Thì bây giờ là Di Búa. Nhưng mà không được anh em ơi. Rồi ơi trời ông nội nó đá cái gì trời. Ở bây giờ là số 7 là Trần Quý. Bây giờ là Trần Quý sẽ làm như thế nào đây? Rồi ủa Quý Thanh vẽ qua một thằng luôn. Thì bây giờ Quý Thanh sẽ truyền cho Quý một ngón. Thì bây giờ là Quý một ngón sẽ làm như thế nào đây? Quyết định là không dễ qua Đức Cống mà sút luôn nha anh em. Đó, sút cho banh không có 1kg luôn anh em ơi. Rồi, thì bây giờ là Quý Thanh. Quý Thanh sẽ đối đầu với Đức Cống. Nhưng mà không được anh em ơi. Gia Huy sút nhưng mà vẫn không thành công luôn. Thì bây giờ là Cốt Lộc nhưng mà mất tiêu rồi anh em ơi. Đó, bây giờ là Kiên Nhẫn nè. Kiên Nhẫn sẽ truyền cho ai đây? Truyền cho ai đây? Nhưng mà không được anh em ơi. Họ nhém nữa cái thằng mà chơi xấu của tôi rồi đó nó sút vô rồi anh em ơi. Rồi, thì bây giờ là Quý Thanh. Quý Thanh dễ qua Di Búa. Chuyền cho giống như là Trần Quý nhưng mà Minh Thành. Trời ơi Minh Thành băng lên khá là hợp lý luôn nha anh em. Rồi bây giờ là Quý Ngón sẽ chuyền cho Trần Quý đây. Thì bây giờ Trần Quý sẽ làm như thế nào đây? Trần Quý quyết định là chuyền cho Gia Huy. Thì bây giờ Gia Huy chuyền cho Trần Quý. Trần Quý sút vô quá chi là nhẹ nhàng luôn nha anh em ơi. Thì tỷ số là 1-0 nghiêng về team của Quý một ngón rồi nha. Rồi nhưng mà không sao. Bây giờ là Quý Thanh. Quý Thanh sẽ làm như thế nào đây? Quý Thanh quyết định là nói chung là dẫn banh nha anh em. Ồ Quý Thanh quyết định là chuyền cho Quý một con. Thì bây giờ là Quý Ngón dễ qua giống như là Di Búa nhưng mà chuyền lộn người anh em ơi. À, nó đậu xanh lâu rồi ông đá cù bắp quá anh em ơi. Bây giờ là Cốt Lộc. Trời ơi Cốt Lộc bị giống như là cái thằng Di nó ủa thằng gì quên rồi mất tiêu rồi anh em ơi. Rồi bây giờ là Gia Huy. Gia Huy sẽ chuyền cho Quý một con dễ qua Minh Thành nhưng mà trời ơi chuyện cho thằng Kiên Nhẫn anh em. Tôi tưởng đâu nó là đồng đội tôi cái tôi chuyện cho thằng Kiên Nhẫn anh em ơi. Đó thì bây giờ là Đức Cống nhưng mà không được anh em ơi. Đức Cống khá là cố gắng nhưng mà không được. Bên đồng đội Đức Cống là toàn là siêu phổi không. Trời ơi đu ghê với ba xúc gì cái trời á à, Đức Cống xúc hai chân luôn anh em ơi. Rồi bây giờ là tiếp tục rồi. Đức Cống Dybala chuyện dễ hơn gì nhưng mà không được rồi anh em ơi. Trời ơi mà này thấy chưa phút bồ nó phản xạ kinh điển quả trưởng cho anh em. Rồi thì bây giờ là Phan Khang đó. Rồi nhưng mà không vô anh em ơi. Hên quá trời hên. Bây giờ là Di sẽ chuyền lên Quý Ngón tạc lên cho Quý Thanh. Thì bây giờ là Quý Thanh sẽ đối đầu với Di Búa. Dẻ qua Di Búa dẻ quá cố lên nhưng mà không được anh em ơi. Kịch lợi cho giống như là Trần Quý nhưng mà Minh Thành bắt bài anh em ơi. Bây giờ là Trần Quý nhưng mà không được anh em ơi. Bây giờ là Phan Khang sẽ chuyền lên cho Kiên Nhẫn. Thì bây giờ là Kiên Nhẫn sẽ làm như thế nào đây? Đó Kiên Nhẫn sẽ câu lên nhưng mà không thành công rồi anh em ơi. Khá chỉ là tiếc luôn. Rồi bây giờ là Văn Di chứng trái nhưng mà Minh Thành nó chụp được rồi nha anh em. À, Minh Thành nó trận này nó cố gắng nó giúp cho Đức Cống mà nó chụp quá trời chụp luôn anh em ơi. Thì bây giờ là Quý Hồng Ngón sẽ chuyền cho Quý Thanh nhưng mà không được rồi anh em ơi. À, Minh Thành nó bắt bài Quý Thanh cái chiêu gặt rồi anh em ơi. Rồi thì bây giờ là trời ơi cu lê trời ơi trời mấy ông nội này mà đá bánh gì đâu mà cu lê gì kỳ vậy trời. Rồi bây giờ là Quý Thanh quyết định là làm như thế nào đây Quý Thanh. Trời ơi ông nội này làm gì vậy. Trời ơi Đức Cống dễ qua được Quý Thanh luôn nhưng mà không thành công rồi anh em ơi. Khá như là tiếc nuối luôn hả Quý Thanh ức chế rồi anh em ơi. Rồi thì bây giờ là Quý Ngón chuyền cho Quý Thanh. Thì bây giờ là Quý Thanh trời ơi trời Quý Thanh dạo này đá kỳ vậy trời út khờ rồi thôi xong rồi anh em ơi. Thì bây giờ là ơi ui ôm hép với Đức Cống Dybala. Ôi trời ơi trời ông hép như con kiến bao khang vậy đó anh em ơi. Ông yếu xèo anh em ơi. Thằng Đức nó đẩy một cái là té lăn cù cù rồi nha anh em.
đó. Rồi bây giờ là Quý Thanh sẽ truyền cho giống như là Quý Hồng Ngón, nhưng mà vô 2-0 rồi nha anh em ơi. Đó, 2-0 nghiêng về tên Quý Hồng Ngón rồi nha. Rồi thì bây giờ là Thịnh Bò sẽ truyền lên cho Quý Hồng Ngón. Thì bây giờ là Quý Hồng Ngón sẽ quyết định là tung một cái cú đá phạt. Trời ơi, nhưng mà trời ơi, má Minh Hạnh nó chụp dữ quá anh em ơi. Rồi bây giờ là Kiên Nhẫn. Rồi bây giờ là Kiên Nhẫn sẽ giống như là phản tốc lên truyền cho anh Đặng, nhưng mà không được anh em ơi, khá cho là tiếc luôn. Thì bây giờ là tiếp tục là Kiên Nhẫn, Quy Đen. Rồi bị giống như là Quý Thanh bắt bài, nhưng mà không được anh em ơi. Hả, Minh Thành nó bắt bài hay quá anh em ơi. Đó, rồi thì bây giờ là anh Đặng sẽ quyết định là truyền cho Kiên Nhẫn. Bây giờ là Kiên Nhẫn không được anh em ơi. Bây giờ là Quý Hồng Ngón quyết định là dẻ xúc chân trái, nhưng mà không được anh em ơi, quá nhẹ anh em ơi. Rồi thì bây giờ là tem tua liên tục là phản công nha anh em ơi. Thì bây giờ là Gia Huy kỹ thuật như ta. Rồi thì bây giờ là Trần Quý quyết định là trời ơi trời, xúc bị như em bé xúc vậy ông nội. Trời ơi, ông có lọc. Nói chung là cái trận này muốn thắng Đức Cống lắm nha anh em, nên là có lọc chạy dữ lắm nha anh em ơi. Đó, Quý Anh là người xúc vô thêm một trái nữa là 3-0 rồi nha anh em. Thì bây giờ là Gia Huy sẽ chuyện cho Quý Hồng Ngón. Thì bây giờ là Quý Hồng Ngón dễ, nhưng mà không thành công rồi anh em ơi. Đó, bây giờ là cũng lấy banh lại được rồi, sẽ truyền lại cho Gia Huy. Đó, tôi là Út Khờ ở trong sân nha anh em ơi, nên là anh em có gì anh em thông cảm nha. Rồi thì đây là số 5 nha anh em ơi. Đó, Trần Tâm thứ hai nha anh em ơi. Rồi thì bây giờ là có lọc, nhưng mà không được rồi. Rồi bây giờ là Quý Ngón nó đầu hai người lon hán quá hay. Thì bây giờ là Quý Ngón sẽ truyền lại cho giống như là Quý Thanh. Thì bây giờ là Quý Thanh sẽ truyền lại cho giống như là Trần Tâm thứ hai, nhưng mà trời ơi ông nội, Quý Hồng Ngón đá dở quá anh em ơi. À, quả trưởng thiệt. Thì giờ câu lên. Rồi Quý Hồng Ngón truyền Trong Phương. Này là Xuân Phương nha anh em ơi. Đó, tôi đặt tên đó là con voi ma mút nha anh em ơi, tại vì cái mặt của nó giống con voi. Thì bây giờ đây là số 5 nè anh em ơi. Đây, trời ơi quá đẹp luôn anh em ơi, siêu phẩm đến từ vị trí của Tình Tài nha anh em ơi. Nói Tình Tài chí tài gì anh em ơi, tôi quên mất tiêu rồi. Cái gì vậy? Rồi thì bây giờ là Đức Cống mới qua dỗ cá cam nha anh em ơi, nhưng mà không sao, bây giờ là chí tài. Ủa, lấy bàn khá là hay luôn nha anh em ơi. Đó, cầu này cầu mới của tôi nha anh em. Rồi bây giờ là Cốt Lộc. Cốt Lộc sẽ quyết định là làm như thế nào đây. Ôi ơi, không có lộc sớm. Trời ơi trời, không có lộc, không đá gà quá anh em ơi. Thì bây giờ là trời thanh niên vô ma múp. Trời ơi, nhưng mà không qua được Minh Thành anh em ơi. Má vô ma múp này đậu xanh anh em biết gì không? Nó mới 2-8 hồi mà nó đá dữ lắm nha anh em. Xúc, trời ơi, nhưng mà Minh Thành nó chụp được anh em ơi, khá chỉ là tiếc luôn. Vì còn đây là Phước Di. Ủa, quá hay luôn anh em. Trời ơi, này nó đá cứng quá anh em ơi. Bây giờ là Cốt Lộc, lại là ông Cốt Lộc, ông phái dẻ lắm anh nha anh em. Đó, này thấy chưa, đó, dẻ phụ lệ, đó, anh em thấy ghê chưa, quá dữ luôn anh em ơi. Ông Cốt đậu xanh, ông cái tính ổng vậy đó anh em ơi, ổng vui vui đó, chứ thật ra là đậu xanh Út Khờ. Trời ơi, quá khứ rồi anh em ơi, thằng này nó bạc, nó bào quá trời bào anh em ơi. Ủa, mới 2-8 không, ở tướng quá tốt luôn anh em. Rồi thì bây giờ là Di Phước tung để bác. Trời ơi, Minh Thành chụp hộ cái luôn. Rồi tỷ số là 5-1 rồi nha anh em ơi. Rồi bây giờ là Phú Dubai, nhưng mà trời ơi trời, ông nội nó đứng cột hai mà xúc cộng vô, nó đá banh làm chi. Cái này là tôi nói thiệt chứ anh em, là con mình Đức Cống đá rồi nha anh em ơi. Đó, mấy người kia kiểu như là chiền giống như là cho có thôi anh em ơi. Rồi bây giờ là Nhân Di xúc. Trời ơi, má Minh Thành nó chụp ác ma thiệt chứ anh em. Rồi bây giờ là bên kia phản công. Ôi, ông ép đậu xanh ép đánh Đức Cống luôn anh em ơi. Rồi bây giờ là Đức Cống sẽ làm như thế nào đây? Đức Cống sẽ truyền lại cho, nhưng mà không được anh em ơi. À, khó quá anh em ơi. Thì bây giờ là Nhân. Trời ơi, trời. Ôi ơi. Cái này quá xấu rồi nha, cái này quá xấu rồi nha anh em ơi, nhưng mà trúng banh nha anh em. Rồi bây giờ là Nhân Di sẽ truyền cho Thịnh Bò xúc. Trời ơi, nhưng mà vô cục dọc anh em ơi. Ủa, ông nội này múa dữ ta. Truyền cho Đức Cống. Trời ơi, ơi. Đức Cống chơi gạt giò mày. Rồi bây giờ là Xuân Hương. Ở vô ma mốt lộ anh em ơi, vô ma mốt. Rồi thì bây giờ là truyền lại. Trời ơi, nhưng mà không được anh em ơi. À, khá chỉ là tiếc luôn. Rồi thì bây giờ là truyền về Hùng Môn nha anh em ơi. Đó, tại vì Đức Cống làm tiền đạo chảnh nè anh em ơi. Rồi xúc. Trời ơi, má Minh Thành nó chụp ép quá anh em ơi. Rồi bây giờ là Di Phước sẽ làm như thế nào đây? Di Phước sẽ truyền lại cho Văn Di. Thì bây giờ là Văn Di sẽ giống như là truyền lại cho, nói chung là Gia Huy. Ơi. Rồi quá khứ rồi anh em ơi. Bây giờ là Đức Cống đi ba la. Dẻo vào được Thịnh Bò. Xúc. Vô. Quá non anh em ơi. À, nãy giờ là 5-2 đúng không anh em ơi? Rồi, dẻ quá hay. Nhưng mà xúc bụt xong. Quá dở anh em ơi. Thì bây giờ là Đức Cống đi ba la. Ủa, Đức Cống đi qua đây.
trời ơi quá, Đức Cống của Libala có một cái chiêu quẹt chân khá là khó chịu luôn nha anh em. Rồi bây giờ là tiếp tục vào Đức Cống Libala. Rồi, chân phải. Trời ơi, cái đó đố ông có nội quốc bộ nó chụp được luôn anh em ơi. À nãy giờ 5-4 cái gì rồi đó anh em ơi. Ờ nhưng mà không sao nha, bây giờ là mình làm lại nha. Bây giờ là tiếp tục Đức Cống Libala, Đức Cụp. Rồi Đức Cống Libala liệu có dẻo được Gia Huy hay không? Rồi. Chân trái. Trời ơi, cái gì trời. À, nó vừa xúc chân phải xong vừa xúc chân trái nữa anh em ơi. Má cái trận này mà nói chung là đội hình Đức Cống mà bự xíu là team của tôi là hơi bị khó chịu nha anh em ơi. Tại vì Đức Cống của nói chung là gom đội đá kèo không à anh em ơi. Nên là đá hơi yếu một chút xíu anh em à. Rồi chuyền cho Fago. Nhưng mà Fago, trời ơi. Ông nổi hết không? Ôi giời, ông chụp ếch anh em ơi. Trời ơi, ông này ông làm hú môn làm cái gì không biết nữa. Rồi thì bây giờ là Gia Huy, trời ơi, má Gia Huy công cái quá đẹp luôn. Trời ơi Quý Hanh á, đậu xanh nó quẩn chưa chiêu chơi đá chéo chân luôn rồi anh em ơi. Gia Huy rồi xúc vô quá gì là gọn lẹ luôn nha anh em ơi. Đó rồi bây giờ là tiếp tục là Quý Hanh sẽ truyền lại cho, nói chung là xúc, trời ơi xúc ngay mặt của Minh Hạnh luôn anh em. Nhưng mà Minh Hạnh nó không sao. Rồi thì bây giờ là Quý Hanh nè, anh em nhìn Quý Hanh nè, kỹ thuật nè, đó gãy liền anh em. Trời ơi trời. Rồi thì bây giờ là Quý Hanh sẽ làm như thế nào đây? Rồi thôi dẻo được kiên nhẫn, rồi truyền lại cho, nhưng mà không thành công rồi anh em ơi, khá chi là tiếc luôn. Rồi bây giờ là dẻo qua được tay rồi. Đức Cống Libala, Đức Cống Libala sẽ chi. Trời ơi. Ok anh em ơi, tôi giành chiến thắng là khi mà giữ lên đi, cái này non lắm. À, anh em coi thử rồi Đức Cống thì Quý Hanh coi anh em nhận xét ai nha. Đức Cống này xuống nhìn trái hơn. Đúng rồi, Quý Hanh tàn rồi. Quý Hanh ơi, Quý Hanh. Bởi vì áp trình ông Phú Lê nói là áp trình Đức Cống ngon lắm. Em, dễ sao làm lại. Tại sao, ta thắng rồi mà. Thắng nhưng mà ghi được mấy trái. Trời, không thích như bạn, không thích đá. Ta đưa cho mấy anh em đó. Quan trọng là thắng được. Nhưng mà bên trên Đức Cống, con mình Đức Cống đá rồi. Nói chung ra Đức Cống đó, thấy không anh em, phút bò vô thì Đức Cống đá được, mà tối tôi vô chụp thì sao Đức Cống đá vô được. Thì nói chung thì tôi ao trình Đức Cống rồi anh em ơi, đội tôi ăn có 4 trái rồi anh em. Má không, em lên xấu rồi mày. Chưa. Cái vợ chịu ơi, cái vợ chịu ơi. Giết chợ ơi. Cái đó là cái... Thôi hay rồi. Mà cố gắng thì nó không khép á, bớt đá xấu rồi đi, gặp nữa gặp đầu hút lại hết biết nói nữa gặp đầu đá không đó đó không. Trời, đá xấu quá, đá nhìn trình nó có qua đâu mà xấu, qua nó có qua đâu xấu. Sao đâu này nữa, sao đâu không ăn trường nó có đá thôi. Không, nãy tôi thấy ông chơi xấu, ông ghét nó đúng không? Rồi nói cho nghe nè, hồi nãy nó vô đó từ trước, tôi cầm bóng đúng không? Rồi sau đó tôi tới thì tôi đá lại thôi, đá bỏ lại bình thường. Chứ đâu phải đá xấu đâu. Thì anh em coi trên clip anh em biết mà, ai đá xấu ai là biết gì vậy. Bây giờ team tôi go về nha anh em ơi. Cái gì? Đợi mềm quá, vài bữa kêu hay. Có mình nó đá rồi đó, sao nổi. Quý Thanh ao trình Đức Cống rồi, Đức Cống đá gì toàn xoạt không mà. Có biết đá banh đâu mà. Xoạt là gì? Chui á. Mấy người chui có biết đá banh đâu. Đúng Quý Thanh. Con voi này lại mày vỗ lưng nó cái. Rồi đi về rồi. Thôi đi về bơi. Ta nói rồi, không có lại đâu. Cái này còn đá nhường nữa đúng không? Nhường nữa em chưa đá nữa đó. Dạ, anh quay cảnh em chứ. Ngờ sư phụ chạy đạp vậy nè. Thôi, bye bye tất cả anh em nha. Ôi, thằng đó mềm mẹ. Quá mềm đi. Kiểu gom đội mạnh mạnh đi chứ đội đó quá mềm. Thôi, đi về. Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Kệ, kệ, đứng kìa. Thôi, đi về. Lịch cứu. Lịch cứu.